Mình xin chúc mừng năm bạn có tên trên màn hình đã nhận được mỗi bạn 444 kim cương ở mini game lần trước. Hôm nay lại tiếp tục các bạn ơi. Câu hỏi của hôm nay đó chính là: trong clip hôm nay bạn Trà My có mặc áo màu gì và hình con gì để gọi video với mình? Các bạn nhớ là comment ID kèm với lại đáp án đúng nhất bên dưới nhá. shopbusgaming.com đang có chương trình nhân 3 nạp thẻ ở mọi mệnh giá. Chỉ với 100k các bạn sẽ được nhân lên thành 300k. Cùng rất nhiều các vòng quay có cơ hội nhận đến hàng chục nghìn trăm nghìn kim cương. Ngoài ra còn rất nhiều tài khoản FIFA VIP đang chờ đợi các bạn. Hãy nhanh tay truy cập ngay shopbusgaming.com, link dưới phần mô tả và ghi ở phần bình luận các bạn nha. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với video tiếp theo của mình. Thì là Bus sẽ mi đầy chúc bạn có một ngày mới thật vui vẻ và có hẳn ra xe với thật thú vị nhá. Ok, hôm nay mình vào thẳng vấn đề chính luôn bạn ơi, tiếp tục lại là câu chuyện nghiêu cũ. Hôm nay mình lên thẳng quả kèo, không cho anh em chờ đợi nữa. Kèo sâu mặt nghiêu cũ cho anh em xem luôn nhá, không để anh em chờ đợi lâu nữa. Ok. Đấy, với cả là thêm một điều nữa là mình sẽ không kiểu như là quay trộm các bạn nhá. Đấy, mình sẽ không kiểu như là anh nhớ em, anh gọi điện video với em xong rồi mình sẽ quay trộm vào đăng cho các bạn xem đâu, mà là mình sẽ vào thẳng vấn đề chính với yêu mình luôn, là mình quay video mình sâu mặt lên cho các bạn xem. Đấy. Được. Hảo án. Nếu mà yêu mình đồng ý thì quay, còn không thì cũng phải quay các bạn nhá. Ok. À, nói nhầm là yêu mình, người yêu cũ, nhắc lại là yêu cũ các bạn nhá. Đây rồi. Đấy, nói chung là mình hẹn vào trong game rồi. Bây giờ là sẽ gọi là mời là sẽ phải vào luôn đấy, mình hẹn mà các bạn. Ok, mời này. Alo. Chào anh. Em ăn cơm chưa? Giờ nào này, giờ nào mình hẹn ăn cơm chưa? Thế có nhớ anh không? What? Ảo thật đấy. Không, nhớ nhớ gì. Yêu nhau lại không nhớ nhau thì chán. Đúng này. Yêu lúc nào? Yêu lúc trước ấy. Hôm nay anh với em thì nói chung là cũng gọi là quen biết nhau lâu rồi, yêu nhau rồi đúng không? Thì hiểu nhau một tí tí, cũng chưa hiểu nhiều lắm đâu. Thôi bây giờ anh muốn gọi video với em được không? Mà anh đang quay video nữa. Anh đang quay video up YouTube nha. Mà anh muốn code video với em. Có được không? Không, sao em lại code video với anh? Thế bây giờ chơi kèo đi, chưa không? Nhưng mà kèo code video thế em chả có lợi gì cả. Quá chuẩn luôn. Thế bây giờ em thắng em có lợi, còn em thua thì em có hại à? Không có lợi. Không, phải có cái điều kiện gì có lợi cho em nữa chứ. Đúng, đúng. Thế bây giờ nhá. Trước yêu nhau ấy có phải cần điều kiện đâu, có côn bình thường. Không, bây giờ cần. À, thế là cũng biết được gọi là lựa lợi tận dụng thời cơ đấy đúng không? Thôi rồi, bây giờ nói thật là anh không, nói chung bình ngày xưa thì anh yêu em thì anh nghèo, anh không làm YouTube, anh chưa có tiền, bây giờ anh có tiền rồi thì anh có điều kiện, em thích điều kiện gì em nói luôn. Bây giờ chơi kèo, anh thua anh nhịn ăn 3 ngày. Cái gì cơ? Anh nhịn 3 ngày thì em giết anh. Bro. Thôi em giết anh luôn đi. Anh muốn thắng em thì phải thế, muốn coi mặt em phải thế. Nhịn thì nhịn, nói chung anh không sợ, nhịn vì em cũng được. Ok nha, chơi nha. Nếu mà anh thắng thì em phải gọi video với anh nhá, để anh quay video các bạn xem. Ok chưa? Yeah boy. Ai rồi, người yêu cũ đâu, chuẩn bị sâu mặt đi. Có đâu. Không có thì cũng phải có ạ. À. Đây rồi, đây rồi. Ôi trời, chết rồi, mang kèo thần kỳ các bạn ơi. Kèo này mà thua là khả năng là các bạn không thấy mình làm YouTube nữa đâu các bạn nhá. Mình sẽ chết. Anh đâu rồi, chạy trốn à? Anh có trốn đâu, có em trốn thì có. Anh trốn trong team em. Cái gì vậy, tắt kèo nhanh đi. Em không thể nào thua được. Không thua thì cũng phải thua, anh bảo rồi, thua hay thắng thì cũng phải gọi. Em biết sao vẫn phải gọi không? Tại sao? Tại vì là chúng ta yêu nhau. Wow. Mày thấy cái thỉnh nó rơi trước mặt mình à? Bây giờ Trà My có bơm máu không thì người biết. Anh đi ra đi. Anh không phải bật cái căn kỹ năng rộng nữa nhá. Này, cho em trốn trong keo nhá. Ê, làm sao? cay. Ui, bắt đầu không chết kìa. Lỗi đam rồi. Đâu rồi? Cuốn rồi. Anh có bơm máu không? Anh bơm máu kiểu gì? Anh bơm máu đi. Để tính tí. Đấy, không bơm máu. Không, nếu mà để anh thắng em lại phải sơ mà. Đứng. Cái lần quá mình bị mất nhịp. Trà My ơi, em biết tại sao anh thắng anh không? Tại vì keo anh lỏ quá. Bấm bốc quét. Keo anh có xịn anh cũng không thắng được. Chắc không? Rồi anh cắn hộ em. Ôi, cái gì vậy?
Anh thắng hộ em cái. Cái gì nhỉ? Chết rồi, nhịn đói rồi. Anh núp à? Anh núp đâu? Rồi anh em chỉ... em xong rồi đấy, em xong rồi đấy Trà My ạ. Tôi làm sao? Tình hình là mình sẽ không phải nhịn đói nữa rồi bạn ơi. Và các bạn cũng sẽ gọi là có được một cái kết quả xem video nó mãn nhãn. Anh đừng có tự tin quá. Ai đều mà sao không tự tin? Anh thì là đấy. Anh là con trai mà đã đều với con trai thì không thể nào mà hơn được. Em sẽ thắng anh 4-2. Hả? Chắc không ấy? Sao sẽ có video vlog tất cả mình nhịn ăn băng. Thế. Thế em cũng biết anh làm vlog hả? Nào. Sao không có anh có muốn nhịn ăn thật không? Ôi. Anh chưa muốn chết. Nó bắn đâu anh? Bắn hay bắn ghê đấy cơ. Hay em nhờ ai bắn hộ? Nhờ anh. Các bạn ơi, mình cố tình mình để thua cho Trà My có gọi là động lực tí thôi. Chứ thật ra tuổi gì ăn đủ. Tuổi gì ăn mì chính. Ui. Ôi giời ơi. Tí đi thua. Sao em không cố bắn nốt anh đi? Anh thua nhá. Nhưng mà pha đấy em cũng còn một tí máu đúng không? Em còn máu được một tí. Pha đấy ai mà cố bắn nốt là người thắng rồi. Trời ơi lại ba đây. Ui kỳ tính đấy. Đúng quả kèo mà treo gọi là mang tính mạng ra để làm trò đùa bạn ạ. Really nigga. Chết vì gái nữa bạn ạ. Anh đã chết cơ mà anh nói thế. Nãy tí chết rồi gì? Bây giờ em cho anh chết thật này. Được. Anh chết rồi gọi là trong bàn tay em thì anh cũng gọi là tọa nguyện. Anh cũng mãn nguyện rồi. À, ai chết thì chưa biết. Em có sâu mặt tôi sao mà chết. Chết trong game mà. Nhưng mà Trà My phải chết. Nhưng mà là chết trong. Chết trong tim. Từ từ thôi anh. Vội. Ôi giời. Ai chơi thế thế ạ? Em có muốn anh chơi gọi là gì không? Không. Dạ. Bắn cuối bắn căng đấy. Ôi chơi bạn. Anh mang keo thần kỳ. Cả Trà My chạy đấy. Chạy đâu. Ôi tấm. Có một máu công đây. Vào đây may không vào đầu nhá. Vào đầu chết luôn á. Thôi không nhường nữa. Bắn thật đi. Chết đi. Sao đó được. Rồi. Chết rồi. Chết rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Chạy không chơi nữa. Ai chơi cho đàng hoàng tử tế uy tín nào. Anh mà thua là anh cũng nhịn cơm thật đấy chứ. Biết đâu. Anh ăn. Thôi rồi. Bây giờ ra gọi luôn chứ không nói nhiều. One hour later. Chạy tóc. Cho lo. Đẹp trai tí. Ê, ok chưa bạn ơi, ok chưa? Alo. Gì anh? Ơ, đâu mở cam lên xem nào. Đấy anh mở. Đâu, bây giờ bà 4-5 năm không gặp nhau rồi, mở cam lên cho xem ai. Này anh chưa tắm nên em thông cảm nhá. Đó, hơi xấu đi thôi. Thông cảm anh. Vẫn là anh. Của cách đây 5 năm. Nào, bây giờ mở cam lên xem nào, khổ quá. Các bạn đang chờ đợi giây phút này và anh cũng là chờ đợi giây phút này. Tại vì 5 năm rồi chưa gặp nhau. Bây giờ kể cả là không yêu nhau thì là bạn thì gọi video thì làm sao đâu, khổ quá. Đấy, ok các bạn nhá. Oh my god. Wow. Hoài nguyện chưa? Ok chưa? Xong kèo. Nói chung là nhìn em cách đây 5 năm là vẫn không các gì, vẫn trẻ trâu. Anh cũng trẻ trâu. Nhìn anh lớn trưởng thành đẹp trai này mà em lại bảo là anh trẻ trâu. Em nhưng mà trông quả em mặc trẻ trâu thật. Ok, nói chung là từ 2018 đúng không? Từ 2018 thì nhìn em vẫn không khác gì, không thay đổi, vẫn trẻ trâu. Bây giờ còn trẻ trâu thế không? Không. Sao lại đang nói chuyện đến
để mặt chỗ khác. Không thích để mặt nữa. Tại vì anh xin lỗi khổ quá, tại vì anh chê em trẻ trâu, nhưng mà em trẻ trâu thật các bạn ạ. Kami trẻ trâu với mình bốc phốt. Ôi rồi, nói chung mấy ông toại nguyện chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tắt video nhá, không gọi là không quay nữa. Bây giờ thời gian gọi là riêng tư của chúng tôi. Ok các bạn nhá. Tắt đây. Bye bye. Ai xem đến đây rồi thì nhớ là cho xin một like nhá.